Chào các bạn, hôm nay mình có một bữa tiệc đồ chơi mới nhân dịp ngày Prime Day trên Amazon. Tất cả mọi thứ đều giảm giá từ 30 đến 50%, cho nên là dĩ nhiên là mình phải tranh thủ cơ hội này để ăn bữa tiệc ngày hôm nay. Đây là bữa tiệc đồ chơi mới, sẽ review. Từng thứ một. Đầu tiên là phải nói đến hai con SSD con này này. Con này là để gắn vào camera, con này gắn vào máy tính. Một cái đèn onboard camera. Một con nữa của DJI Action 2. Kèm theo với nó là một cái magnetic protective case free. Hai con này chập lại với nhau. Ngoài ra thì mình cũng mua được con này giảm giá hơn 50%. Crucial 2GB SSD. Là cái head sink cho nó. Một cái mount GoPro để gắn vào xe hơi. Một con ND filter cộng với cả CPL filter cho cái lens ở trên của mình. Và một cái cục như thế này để làm cái mount. Làm cái mount gắn vào xe hơi nha các bạn. Đấy là đồ chơi của ngày hôm nay, và mình sau đây thì mình sẽ khui hộp con này trước. Con này là hấp dẫn nhất trong đám này. DJI Action 2. Để mà pair với cả GoPro 10 nha các bạn. Cái hộp của DJI nói chung là rất là đẹp nha các bạn. Mình vừa khui hộp buổi chiều một con DJI Mac 2% wireless. Rất là thích cái hộp. Một mặt là logo DJI, hình sản phẩm. Mặt này hình tính năng và mặt này là các cái thông số kỹ thuật. Trên này thì có CE và trên đầu thì có cái móc. Mở hộp thì ở dưới đáy này các bạn. Rồi mở bên cạnh. Đó. Trong hộp thì trên bao giờ cũng là giấy tờ. Ở dưới thì có hai con. Một con này là con màn hình chính, và con này là con màn hình để gắn vào cái này. Sau đây chúng ta sẽ bóc tem nó. Một em, hai em, ở đây rất là đẹp nha các bạn. Màn hình lung linh rất là đẹp nha các bạn. Đây là em thứ hai này các bạn. Tiếp theo này. Wow. Hai
Hai em này vốn là sinh ra để dành cho nhau cho nên nó phải gắn vào nhau như thế này. Ủa. Đẹp không các bạn? Cái này quay đằng trước. Nhìn. Nhìn đằng sau. Thưa non lên này. Thưa non lên nào. English. Swipe up to unlock screen. Un English. Scan app nữa. Mình sẽ activate nó sau. Bây giờ để xem trong hộp còn cái gì không đã. Trong hộp như thường lệ thì có một cục sạc. USB Type-C. Không cần lắm. Cái này để đeo vào ngực nè. Để có cần. Cái này là để GoPro mount cũng có cần luôn. Ngoài ra bên này, ngăn bên này thì có toàn là mount không à. Có cần luôn. Cục này cũng là mount nốt, có cần, nói chung là mount thì cần. Nha các bạn. Ôi, cái mèo này đẹp. Cái mèo này để hút vào đây như này nè các bạn. Đó. Cầm như này, làm vlog. Cái mèo này là mèo gì đây? Này để dính. Nên để dính vào đâu đó và bạn đang đít cái này. Hoặc là cũng có thể chỉ đơn thuần để như này và đặt xuống bàn này các bạn. Này, để đeo vào cổ. Đeo vào cổ áo này. Cái này là GoPro mount. Khá là đẹp. Khi cái mount này ra này các bạn. Việc bóp hai bên này. Giật nó ra. Ngoài ra mình có một cái của Olam gì vặn vào đây luôn. Giật ra rất khó nha. Không giật được rất là chắc. Bóp hai cái này thì mới giật ra được. Ok. Rất đẹp các bạn. Đó là màn khui hộp DJI Action 2. Mình sẽ quay rất là nhiều video về bằng cái Action Cam Action 2 này. Các bạn nào quan tâm với video tiếp theo của mình nhớ nhấn subscribe bên dưới nha. Thân ái chào tạm biệt.